Chào quý vị đã chương trình Truyền Tình TV. Tiếp tục nói về chuyện của cộng đồng người Việt ở hải ngoại, cụ thể là ở tại Hoa Kỳ. Và hôm nay thì chúng ta không nói đến cái tin tức ở miền Nam California mà nói đến tin tức ở miền Bắc California. Nó diễn ra ở tại một thành phố mà trong thời gian vừa qua chúng ta, những người ngay cả ở trong nước cũng đã biết về cái thành phố này. Đó là thành phố Oakland. Thành phố Oakland là một cái thành phố nằm ở trong cái vùng vịnh gần bên cái thành phố San Francisco và cũng rất là gần đối với cái thành phố mà chúng ta biết rằng đó là thành phố San Jose, cái nơi mà người Việt cũng đã sinh sống và trộn lẫn với cái khu vực đó. Oakland là một thành phố hải cảng ở miền Bắc California, là một trong những cái cảng của cái bang California, không phải là những cái cảng lớn nhất. Những cảng lớn nhất là nằm ở phía bên miền Nam California là Los Angeles và cái cảng Long Beach. Oakland chỉ là một cảng cảng nhỏ hơn rất là nhiều. Và nơi đây thì trong mấy năm vừa rồi, cụ thể là trong 2 năm nay, thì cái cảng đó hoạt động cũng yếu kém, đang có những cái sự giảm sút rất là nhiều. Đây là cái điều và tất yếu thôi. Ngay cả cái vùng cảng ở vùng Long Beach với cái vùng mà Los Angeles cũng bị mất thu nhập kinh khủng, bởi vì hàng hóa xuất nhập khẩu từ bên Trung Quốc sang Hoa Kỳ và ngược lại nó đã bị thấp kém. Chính vì vậy thì nó giảm sản lượng. Và vừa qua đó thì cái Auckland mà được nhiều người Việt chú ý là bởi vì thị trưởng Auckland là một cái người phụ nữ. Người này được cho rằng là gốc Hơ Mông. Có nhiều người lầm tưởng rằng cái bà Senthao, cái người phụ nữ mà thị trưởng đó đó, vừa rồi hồi năm rồi thì đậu vào cái chức gọi là thị trưởng. Khi mà bà người Hơ Mông thì nhiều người nhận vơ đó là người Việt Nam, nhưng mà thật ra không phải. Người Hơ Mông là một cái người, bà này thì gốc Lào. Và chúng ta biết là người Hơ Mông Lào thì hồi trước tới giờ thì họ có một cái sự chống cộng rất là dữ dội, chống cộng vô cùng kinh khủng đối với những người Hơ Mông. Và bà Sen Thao thì vừa rồi đó thì cùng với cái nhóm của cái hội Va Va cũng đã Bích Dương cũng đã có tổ chức một cái cuộc làm đi về Việt Nam. Bởi vì chúng ta biết trước những cái đời thị trưởng trước đây của cái Auckland cũng đã từng ký kết với Đà Nẵng, gọi là tình chị em. Và vừa rồi thì cũng đi về, và cái chuyến đi đó cũng đã có những cái hoạt động ở trong Việt Nam, đến thăm thành phố Đà Nẵng, rồi thậm chí là có xin diện kiến với Thủ tướng của Việt Nam, và ông Phạm Minh Chính cũng đã có tiếp với cái Auckland. Và cũng hai bên sau này đi thì cũng được cho rằng có hứa hẹn là sẽ đưa ra một vài các MOU gì đó, nhưng mà đến ngày hôm nay thì chúng tôi cũng chưa thấy là có một sự triển khai nào, một cái hợp đồng gọi là tiền tươi thóc thật nào được ký kết trong cái chuyến đi giữa bà Senthao và cái chuyến đi của chung với ông Đào Bích Dương để mà mang lại cái lợi ích gì cho Việt Nam. Thì trong cái chuyến đi đó thì cái cộng đồng người Việt ở hải ngoại và những cái thông tin bên lề, người ta cũng soi rọi rằng là cái Auckland nó hiện giờ kinh tế đang thấp kém, cái hải cảng đang bị mất khách, cho nên đang muốn đi về Việt Nam, đang muốn kết nối với các cái hải cảng như là Đà Nẵng hay là Hải Phòng hay là nhiều nơi khác, ngay cả cái cảng rất là nhỏ bé ở Long An thì họ cũng muốn có sự kết nối, có sự hợp tác, rồi kêu gọi những cái công ty, những cái doanh nghiệp trong Việt Nam nên xuất khẩu qua cái hải cảng của Auckland để mà tăng cái thu nhập cho cái hải cảng này. Thì cái việc mà đi kiếm ăn, đi kiếm thêm những cái đối tác là cái chuyện rất là bình thường thôi. Nhưng mà hôm nay thì chúng ta không muốn nói cái điều đó. Chúng ta muốn nói là cái bản tin mà chúng tôi muốn đưa cho quý vị đó, đó là một bản tin buồn cho cái cộng đồng người Việt. Cái bản tin này thì nó đặt cho cái cộng đồng người Việt cần phải có cái sự lên tiếng. Lên tiếng để bảo vệ mình, bảo vệ an toàn cho mình và bảo vệ cho các cư dân người Mỹ gốc Việt. Cái bản tin này thì do một cái đài truyền hình ABC ở địa phương, mà cái kênh 7 đó, kênh truyền hình số 7 đã đưa cái bản tin này, nói rằng là một cảnh sát viên của thành phố Auckland đã bị bắt, bị bắn chết. Và ông này mang tên là Tuấn Lê. Đây, chúng ta thấy một cái tin rất buồn, một cái người đàn ông trẻ, một cảnh sát viên đang làm nhiệm vụ và đã bị bắn chết bởi một cái tên tội phạm. Và cái tỷ lệ tội phạm ở cái thành phố Auckland là chúng ta biết rằng ông Tuấn Lê là một cảnh sát mới có 36 tuổi thôi quý vị.
rất là còn trẻ. Và khi mà có đây chúng ta thấy là cái hình ảnh đây báo đó thì đã bị bắt đó, và người ta tường thuật rất là rõ ràng. Và cái cảnh sát trưởng của Auckland cũng đã có cái sự trả lời báo chí, và theo đó thì cũng chỉ là nói như đây, bà Santal là cái người này, phụ nữ này quý vị đã đi về Việt Nam đấy hôm rồi, cái người mà gọi là của gốc là gốc Hơ Mông, và hiện giờ thì cái nơi mà Auckland là cái thành phố mà tội phạm rất là dữ dội. Chính vì vậy mà hôm rồi đó, chính chúng tôi cũng như là nhiều cái chương trình khác cũng đã đặt vấn đề là bà Santal đi về Việt Nam nên kết hợp với Đà Nẵng và nên học hỏi kinh nghiệm của Đà Nẵng để bảo vệ cho cái an nguy của cái cộng đồng người Việt ở hải ngoại, an nguy của hay là nghiên cứu để mà bảo vệ cái an ninh trật tự, bởi vì Đà Nẵng là một cái thành phố mang tính chất là sạch xanh và an toàn thuộc bậc nhất của Việt Nam, cái nơi từng được chọn rằng là đáng sống nhất ở Việt Nam. Trong khi đó thì thành phố Auckland là thành phố tội phạm bậc nhất của bang California, và có nhiều năm đó họ đứng vào trong cái hạng top 10 của cái cả cái nước Mỹ nữa. Rất là kinh khủng. Cái tỷ lệ tội phạm thì rất là nhiều. Và trong cái chương trình truyền hình này thì người ta cũng đang chia sẻ rất là nhiều những cái sự chia buồn, ngay cả trên cái trang của cái sở cảnh sát của Auckland họ cũng chia sẻ về cái sự ra đi của cái người đàn ông này, mất vào lúc 8 giờ 44 phút buổi sáng vào ngày 29 tháng 12 năm 2023. Đây là cái bản tin mà không ai muốn muốn chia sẻ hết, mà hiện giờ thì báo chí trong cộng đồng người Việt là chưa thấy đăng tin nha quý vị. Có lẽ là họ không muốn đăng những cái bản tin như thế này. Họ cho rằng là những cái chuyện gì ở nên Mỹ đó thì nên giấu. Và những cảnh tượng cho thấy là một cái chiếc xe trách màu trắng đó, với những cái cánh cửa nó được dán lại che giấu đi, và nói vụ này nó xảy ra ở gần cái đường xa lộ là 880 ở miền Bắc California đó. Chúng ta thấy rằng khi mà ông cảnh sát này đến đó thì đã bị cái kẻ tội phạm mà bắn chết. Đó, chúng ta thấy đó rất là kinh khủng nha. Bắn chết thì bây giờ đó, người ta chưa bắt được cái người tội phạm, sao nó bỏ trốn. Đây, đây là cái cảnh mà được quay. Chúng ta thấy là quay tại hiện trường mà cảnh sát. Cảnh sát ở Mỹ thì họ lúc nào cũng vậy đó. Khi mà có một cái người mà cảnh sát chết đó, thì họ, những cảnh sát khác họ sẽ đưa tiễn dữ dội lắm. Họ làm lung tung đó. Và bây giờ thì những cái lời nói ngay cả bà Santal thì bây giờ cũng lên phát biểu rằng là cần phải khen ngợi ông cảnh sát này là anh dũng đồ các thứ này kia, cái đó bảo vệ dân các thứ. Nhưng mà chúng ta biết rằng cái sự việc cũng đã rồi rồi, nó đã xong rồi. Và người cảnh sát này được cho rằng đã chết ở trong bệnh viện, khi mà đưa đến bệnh viện thì cũng đã xong rồi. Và có một cái thông tin đó, ở cuối cái bài viết này thì họ nói rằng cảnh sát mất. Và cái ông cảnh sát mang tên là Tuấn Lê này là người thứ 54 nha, của cái cảnh sát Auckland đó, đã bị giết chết trong quá trình mà làm nhiệm vụ đó. Kinh hồn thiệt. Chúng ta thấy rất là kinh khủng nha. Cái nơi này tội phạm rất là gia tăng. Chính vì vậy, do đó đó nhiều người rất là ngại khi mà làm cảnh sát ở nơi đây. Và cảnh sát nơi đây, ngay cả người dân thường còn bị chết nữa không ạ. Khi mà cái cộng đồng người Việt ở cái vùng mà Auckland đó, họ không có ổn định. Và cái nơi rất là mất an ninh như vậy, nhưng mà tại sao cộng đồng không có lên tiếng đủ? Không có áp lực là chính quyền không đặt cái vấn đề đối với bà Santal. Bà phải nên ở tại cái Auckland này để bảo vệ làm sao đó cho những cái cộng đồng người Việt. Khi mà những con em của người Việt, những cái cảnh sát có vũ khí, có phương tiện ở trong tay, mà hết người này tới người kia phải hy sinh như vậy. Phải ra đi một cách rất là tức tưởi. Đâu cần những người mà quan chức đã đọc những cái điếu văn để làm cái gì. Cần họ có những cái biện pháp. Và một thành phố đã nhiều năm đứng trong cái danh sách đó là thành phố không có đáng sống, thành phố mất an ninh. Đó là cái điều mà tệ hại. Nhưng mà một số những cái kẻ mà gọi là dân chủ cuội ở hải ngoại này,
nói tiếng Việt thì lúc nào cũng ca ngợi dữ dội. Thậm chí là chuyến đi của bà Sen Thao về Việt Nam, nói rằng là Đà Nẵng hay là Việt Nam bây giờ đi bợ đỡ Mỹ, hay là đi tìm cách để lân la kết nghĩa chị em với các cái công ty, các cái địa phương của Hoa Kỳ. Thật ra đâu phải đâu, mỗi nơi có thế mạnh riêng, nhưng mà nơi đây thì thế mạnh gì không biết, nhưng vấn đề an ninh thì có thấy rất là tệ rồi. Ngay cả báo chí mà tiếng Việt đó trong những năm gần đây cũng đã đăng rất là nhiều những cái bài, ví dụ như ngay cả cái báo Thanh Niên đó hồi năm ngoái cũng đã có đăng dịch lại một cái bài gọi là cộng đồng người Việt ở Auckland kêu cứu đây. Và theo đó thì đài này, cái báo Thanh Niên thì dựa theo cái đài mà KABC TV thì nói rằng là nhiều cửa tiệm gốc Việt trong cái vùng lý đô Sài Gòn ở cái thành phố Auckland, thuộc bang California, thường xuyên đối mặt với nạn cướp bóc, phóng hỏa và tấn công. Và đây là trong cái bài này thì cũng có nói rằng những cái cửa tiệm, thí dụ như nói là cái chủ tiệm Lucky nè, Seven Cigarettes nè, thì cho rằng là cái cửa tiệm này đã bị cướp 7 lần, kinh hồn lắm. Và trình bày là một số tên lái xe tải đâm vào cửa hàng tôi 3-4 lần và mọi thứ đều bị vỡ hết. Bà Trinh là cái người chủ tiệm này kể lại như vậy. Rồi tương tự như bà Liên Trương là cho hay là cái tiệm sập quá, tạp hóa của bà ta gọi là Sum Hợp Phát gì đây, đã bị đột nhập và cướp nhiều lần. Bà từng đóng cửa tạp hóa vào lúc 20 giờ, nhưng mà bây giờ phải đóng cửa sớm hơn, 6 giờ, 5 giờ rưỡi là phải đóng rồi. Bán đi mà đâu có được đâu. Nơi đây là rất là kinh khủng. Rồi có nhiều lắm, trong những cái bài viết như thế này là chúng ta thấy rằng đó có nhiều lắm. Hoặc là đây SBTN là những cái đài của ở bên hải ngoại đây, hồi mấy năm trước cũng có đăng chứ là rõ hơn năm ngoái thôi, đó là cảnh sát Auckland điều động thêm các nguồn lực an toàn công cộng sau vụ viết giết người ở cái lý đô Sài Gòn gần đây, kinh khủng quý vị. Và cho hay rằng đài ABC7 đó, số 7 đó, diện dẫn cảnh sát cho thấy là bố trí thêm làm các thứ, họ nói cho giữ cố cuối cùng thì sao, chúng ta đã vừa thấy rồi là nạn nhân tiếp tục chết. Rồi đây là cái bài viết của báo Người Việt thì cũng có nói về những cái thành phố mà nguy hiểm nhất của Hoa Kỳ, thì rõ ràng là trong đó đó là theo như những cái thông báo, những cái thông tin từ FBI mà họ đưa ra thì rõ ràng nhưng mà tính trên tỷ lệ đầu người thì Auckland đó, Auckland đây quý vị là của bang California, là đứng đầu tiểu bang California, và nếu mà tính tới đầu người thì rõ ràng là họ đang đứng thứ 12 của nước Mỹ là trong năm nay, như vậy là khá rồi đó. Nhưng mà đối tiểu bang California thì họ đứng thứ nhất, bởi vì chúng ta thấy là trong 12, 11 các cái tiểu bang thành phố mà trên họ đó là không có bang California, và khi mà có cái tên California đầu tiên hết là Oakland. Oakland lúc nào đứng hàng đầu hoặc là hạng nhì, kinh khủng lắm, một cái thành phố không đáng sống ở tiểu bang California. Hạng nhất là Birmingham ở Alabama, rồi New Orleans ở bên Louisiana, rồi St. Louis ở Missouri, rồi Detroit ở Michigan, Memphis ở Tennessee, rồi Baltimore ở Maryland, hay là Little Rock ở Arkansas, và nhiều cái thành phố như vậy. Thí dụ như là Milwaukee ở bên Wisconsin, hay là Kansas City ở Missouri, và Oakland là cái thành phố mà bị xác định là như vậy. Chúng ta thấy là có thể nói rằng đó, đây là một cái bản tin mà làm, thật ra thì có nhiều người họ nói rằng cái việc mà một người xảy ra một cái tai nạn hay là những cái vụ án là chuyện bình thường thôi, nơi đâu cũng có, nhưng mà tại sao lại đặt quan trọng cái việc này, thì bởi vì chúng tôi muốn nói rằng đối với những người mà dân chủ cuội ở hải ngoại này đó, thì trước những cái thông tin mà gọi là mất an toàn, mất an nguy xảy ra những cái vụ án mặc dù có đơn lẻ gì đó hay là vụ án lớn gì nữa mà họ cho là xấu của nước Mỹ, xấu của cộng đồng, có khi họ muốn đưa, trong khi đó ngược lại ở trong Việt Nam, một cái việc mà cảnh sát chỉ cần chặn người khác thôi và bắt xử phạt như thế này, được quay phim đưa lên các thứ, thì bắt đầu là họ họ làm rần rần, họ nói dữ dội lắm, họ họ chê bai, họ quy chụp cho chế độ, quy chụp cho nơi mất an ninh, nơi mất an sống, nhờ mất công bằng, mất bác ái gì đó, nói lung tung. Trong khi đó thì những cái nơi mà ở tại Mỹ là được xưng rằng là văn minh, là an toàn,
là nơi mà trí tuệ rồi thượng đẳng, nhưng mà cuối cùng thì sao? Họ không có dám mở miệng ra, bởi vì những cái người da trắng thượng đẳng đó là họ đang lãnh đạo cái đất nước này. Báo chí Việt ngữ hải ngoại chỉ đi soi những cái vấn đề nghiêu ngao gì đó ở bên Trung Quốc, ở bên Việt Nam thôi. Trong khi đó cái cộng đồng này họ không cách làm khác. Tại sao không giỏi đi ra biểu tình yêu cầu thành phố Auckland phải có những biện pháp tăng cường hơn nữa để bảo vệ ngay cả những người công chức của mình, những người gốc Việt tham gia vào cái cảnh sát đi nữa. Bây giờ để cho họ họ bị bỏ mạng một cách rất là tức tưởi như vậy. Không có đáng gì cả. Mà ai cũng biết là cái tội phạm đang gia tăng rất là dữ dội ở cái nước Mỹ này. Cái kinh tế đang xuống, cái cuộc sống khó khăn, và những cái thành phố như là Oakland là thành phố đã từng mang tiếng trong nhiều năm liền là thành phố tội phạm. Nhưng mà họ chả có một biện pháp nào để mà giải quyết cả. Mà gọi là tận gốc cả. Và đi nghêu ngao, đi nó múa mai, đi làm những cái trò trò hề ở bên ngoài. Trong khi đó thì nơi mà họ cần làm họ không làm. Và bây giờ những người mà trong cộng đồng cũng yếu luôn. Giới đấu tranh, giới bảo vệ gì, ngày hôm nay chưa thấy cái báo nào của Việt ngữ mà đăng cái tin này cả. Không thấy nói luôn. Người gốc Việt. Chúng ta cứ đánh vào trên mạng xã hội, đánh vào ở trên mà Google đó để mà tra ra ngay cả tiếng Mỹ, tiếng Việt gì đối với cái thành phố Auckland, thành phố mà một trong những thành phố tệ nhất của nước Mỹ về vấn đề an ninh, chúng ta sẽ ra ngay những cái thông tin liên quan tới cái thành phố Auckland này trong những năm gần đây, chứ không phải là đây là một cái thông tin bị đặt. Chúng tôi nói là rất là rõ ràng và để cho quý vị thấy được rằng cái tình trạng mà an ninh ở tại Hoa Kỳ đó, những cái thành phố ở cái vùng San Francisco hay ngay cả cái Auckland này đó, cái cướp giật cũng rất là ngang nhiên. Những cái hình ảnh mà phát tán trên mạng xã hội cho thấy rằng nhiều người họ xông vào các cái tiệm, họ lấy ngang nhiên. Lực lượng an ninh thì yếu kém, không có bắt. Và cái tiểu bang này thì lại có những cái quy định rất là hạn chế về cái việc xét xử nếu như mà họ lấy những cái tài sản dưới 950 Mỹ kim có giá trị như vậy. Cho nên thì đó là những cái sự nhức nhối trong cái vấn đề an ninh của nước Mỹ. Những cái kẻ mà ca ngợi nước Mỹ một cách vô lối đó, cho là nước Mỹ rất là toàn vẹn, đó là hoàn chỉnh, và ca ngợi cái an ninh của toàn bộ cái nước Mỹ, không phải nơi nào cũng giống như nào. Có những nơi mà người ta rất là sợ đến, thậm chí người ta không muốn đến bao giờ cả. Những cái thành phố họ chê bai, những cái nơi mà có thể bị cướp giật, bị đánh đập, bị xảy ra những cái tệ nạn bất cứ lúc nào, thậm chí là giữa ban ngày luôn. Không thể tưởng tượng được một cái cửa hiệu mà bán 5 giáo giờ chiều là phải do đóng cửa. Một cái cửa tiệm mà đến 7 lần mà bị cướp phá là rất là kinh khủng. Thì đó là cái điều mà chúng ta muốn chia sẻ ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ trở lại quý vị trong chương trình tới. Xin kính chào quý vị.